Xin chào. Hội chứng erotomania, còn gọi là xung đột thỏa dục, người bệnh mắc phải chắc chắn rằng có một người nào đó đang bí mật yêu họ rất tha thiết. Các bệnh nhân thường cho rằng những người yêu họ là người hâm mộ bí mật, thể hiện thông qua các tín hiệu, dấu hiệu đặc biệt cùng nhiều thông điệp khác. Đối tượng người bệnh cho rằng yêu họ đa số là những người nổi tiếng, những người có địa vị cao, đặc biệt được chú ý trong xã hội. Erotomania được xem là dạng bệnh bí ẩn, các nhà khoa học chưa tìm được nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng việc thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu dễ dẫn đến căn bệnh này. Thuật ngữ erotomania được bác sĩ tâm thần Pháp Gaëtan Gayson de Clairambeau đưa ra trong năm 1921. Chính vì thế, hội chứng còn có tên de Clairambeau. Đây là chứng rối loạn khó cưỡng lại, cho dù người mà người bệnh cho rằng yêu họ đã từ chối và khẳng định không yêu thương họ. Mắc hội chứng này, người bệnh bị ám ảnh về tình yêu mãnh liệt của người khác với mình và cảm thấy mọi hành động của người đó đều hướng đến thể hiện tình cảm. Bệnh nhân tự hào và thấy thích thú khi nhận thấy, ảo tưởng thấy tình yêu mà đối tượng họ nhắm đến được thể hiện. Đồng thời, họ còn có thể gây hấn, gây xung đột với các mối quan hệ khác tiếp cận với đối tượng. Sau khi ảo tưởng, người bệnh có thể quấy rối, rình rập, theo dõi đối tượng của mình, gây nguy hiểm. Các hành động như thể họ đang yêu nhau như gửi hoa, thư tình, điện thoại, đều có thể xảy ra. Một số trường hợp xảy ra thường xuyên, thái quá, trong trạng thái kích động. Họ có thể tưởng tượng và hành động bất kỳ điều gì mà họ cho rằng có ích, có thể gây ấn tượng với đối tượng yêu thương của mình. Điều trị erotomania khá khó khăn vì ảnh hưởng của bệnh rất phức tạp. Tùy thuộc vào tình trạng và mức độ ảnh hưởng bệnh mà có phương pháp điều trị thích hợp. Phương pháp trị liệu tâm lý và thuốc hỗ trợ chống loạn thần là phương pháp tối ưu nhất. Việc duy trì lâu dài, liên tục trị liệu sẽ giúp người bệnh thuyên giảm và có thể dứt điểm bệnh. Hội chứng erotomania là dạng bệnh lý khá nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh lý này có thể được giải quyết nhờ kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Cần phát hiện sớm và chữa trị hợp lý để sớm giúp người bệnh vượt qua trạng thái tâm lý tiêu cực này. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.